Thưa quý vị, nếu có cơ hội ghé thăm Phú Yên thì bạn đừng quên đến tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp vực phun mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vùng đất này. Vực phun nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 20 km. Thiên nhiên bạt ngàn như muốn ôm trọn lấy vực phun Phú Yên. Từ trên cao nhìn xuống vực trông gai góc, mạnh mẽ với nhiều vách đá dựng thẳng đứng. Những phiến đá rộng lớn làm cho vực phun mang nhiều hình dáng thật đa dạng. Không phải tự nhiên mà người dân địa phương gọi là vực phun, bởi cấu tạo địa chất phía trên vực phun là những tầng lớp đá rắn chắc, dưới vực là tầng đá mềm bị bào mòn dần theo năm tháng tạo thành hố sâu. Vì thế mà nước từ thượng nguồn chảy xiết mạnh xuống vực, tung bọt trắng xóa khiến cho không gian núi rừng trở nên mờ ảo huyền bí. Vực phun Phú Yên thực sự là thiên đường sống ảo hấp dẫn mọi du khách. Đừng quên lưu giữ những bức ảnh tuyệt đẹp ở chốn mộng mơ này nhé.